40, Hoàng Anh Gia Lai tổ chức phối hợp tấn công bên cánh trái với sự góp mặt của Minh Vương và Công Phượng. Tuy nhiên, ở tình huống xâm nhập khu vực cấm địa của sông Lam Nghệ An, các cầu thủ chủ nhà thực hiện không thành công. 32, sông Lam Nghệ An điều chỉnh đội hình khi Tuấn Tài vào sân thế chỗ của Phú Nguyên. Đây là sự thay đổi. Cầu thủ nhằm tăng cường khả năng tấn công cho đội bóng xứ Nghệ với mục tiêu sớm có bàn gỡ. Đáng tiếc là Minh Vương dứt điểm không thành công. 27, Hoàng Anh Gia Lai có pha tấn công nguy hiểm. Từ đầu mùa giải, Minh Vương cùng với Xuân Trường dẫn đầu danh sách ghi bàn của Hoàng Anh Gia Lai khi có 3 pha lập công. Hoàng Anh Gia Lai mở tỷ số ở phút 22. Hoàng Anh Gia Lai được hưởng quả phạt sau khi Xuân Trường bị phạm lỗi. Xuất phát từ quả treo bóng của Xuân Trường, Việt Hưng bật cao đánh đầu ngược ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà. 17, sông Lam Nghệ An được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, sau đó tạo ra pha bóng lộn xộn trong khu vực cấm địa của Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng vẫn chưa có cú dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Tiến. 11, sông Lam Nghệ An được hưởng quả phạt góc bên cánh trái. Tuy nhiên, sau quả treo bóng vào khu vực cấm địa, pha dứt điểm bằng đầu của đội khách không đi trúng khung thành Hoàng Anh Gia Lai. 6, trong những phút đầu tiên, các cầu thủ đội khách sông Lam Nghệ An nhập cuộc khá tốt khi tự tin kiểm soát bóng. Tuy nhiên, chưa có bất cứ pha dứt điểm nào thực sự nguy hiểm kể từ đầu trận. Hiệp 1 của trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và sông Lam Nghệ An bắt đầu 1, trọng tài Nguyễn Đức Vũ được giao nhiệm vụ cầm còi trận đấu ở vòng 9 V-League 2018 diễn ra trên sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai. Danh sách cầu thủ đăng ký thi đấu của sông Lam Nghệ An. 11 cầu thủ đá chính, Vũ Hải, Thủ Môn, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Phú Nguyên, Ngọc Toàn, Xuân Mạnh, Văn Đức, Ổ Là Hà Mai Cổ Ôn Uy Edip Chia, Ngọc Toàn, Osma Phở Giang Sikko. Danh sách cầu thủ. Dự bị, Văn Hùng, Thủ Môn, Ngọc Đức, Thế Nhật, Sĩ Sâm, Tuấn Tài, Phúc Tịnh, Sĩ Nam, Xuân Toàn, Mạnh Hùng. Danh sách cầu thủ đăng ký thi đấu của Hoàng Anh Gia Lai. 11 cầu thủ đá chính, Văn Tiến, Thủ Môn, Văn Sơn, Đồng Triều, Văn Thanh, Đức Lương, Việt Hưng, Minh Vương, Kim Dìn Xê Ố, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng. Cầu thủ dự bị, Văn Trường, Đăng Tuấn, Hồng Duy, Gót Đồn Di Ma Di Ố A Lần Đố, Thanh Bình, Thanh Tùng, Hữu Tài, Thanh Hậu, Văn Anh. Vòng đấu thứ 8 chứng kiến nhiều cầu thủ U23 Việt Nam đồng loạt chơi tốt, góp phần vào thành tích chung của đội bóng chủ quản. Trung vệ Điển Trai Duy Mạnh có trận đấu đáng nhớ với câu lạc bộ Nam Định. Thi đấu trên sân khách và phải đối đầu với tiền đạo Henry Sakien cao lớn, nhưng Duy Mạnh vẫn khóa chặt chân sút này. Bên cạnh đó, câu lạc bộ Nam Định sử dụng rất nhiều tình huống treo bóng bổng vào trong, nhưng Duy Mạnh cùng Đình Trọng vẫn hóa giải được. Huấn luyện viên Tài Em không nghĩ Ronaldo và Salah tỏa sáng trận Real Liverpool. Huấn luyện viên Phan Văn Tài Em của câu lạc bộ Sài Gòn dự đoán Karim Benzema, chứ không phải Cristiano Ronaldo hay Mohamed Salah, sẽ tạo ra sự khác biệt trong trận Real gặp Liverpool vào rạng sáng 27/5. Để chỉ ra một cái tên định đoạt cục diện trận chung kết Champions League, lý trí của tôi mách bảo Benzema sẽ ghi bàn và Real Madrid thắng sát nút 1-0, nhưng cũng chính vì điều đó, Ronaldo và Salah chắc chắn bị các hậu vệ theo kèm rất chặt. Cựu thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam chia sẻ với Dinh VN. Lúc này, một người không ai ngờ như Benzema có thể tỏa sáng. Hậu vệ hai đội hiểu rất rõ đối thủ sở hữu những mũi nhọn đáng gờm nào. Lúc này, tôi nghĩ Benzema sẽ trở thành nhân tối. Huấn luyện viên Tài Em dự đoán. Huấn luyện viên Tài Em có lý do riêng của mình khi đặt niềm tin vào trung phong người Pháp. Mùa này, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào Ronaldo và Salah, những người đã ghi hơn 40 bàn cho Real và Liverpool. Không cần phải bàn cãi, hai tiền đạo vừa kể chắc chắn trở thành niềm kỳ vọng lớn nhất của hai đội. Sau Hoàng Anh Gia Lai, Ronaldo và Ramos sẽ ghi bàn cho Real. Hậu vệ Trần Hữu Đông Triều của Hoàng Anh Gia Lai đánh giá cao Real Madrid hơn Liverpool trong trận chung kết Champions League mùa này. Anh cũng dự đoán Ronaldo sẽ khai hỏa trên đất Kia, 27/5. Theo Đông Triều, Real Madrid có lực lượng đồng đều và rất giàu kinh nghiệm chơi ở cúp châu Âu, vì vậy khả năng giành chiến thắng của đội bóng Hoàng gia cao hơn Liverpool. Để đưa ra một tỷ số cho trận chung kết, hậu vệ Hoàng Anh Gia Lai nói, tôi nghĩ tỷ số sẽ là 2-0 cho Real Madrid. V-League đã qua được 8 vòng còn Quang Hải mới có một lần lập công. Ronaldo và Sergio Ramos là những người ghi bàn. Đâu rồi phong độ đỉnh cao trong màu áo U23 Việt Nam, đâu rồi những siêu phẩm từng khiến châu Á phải ngả mũ.
Chuyện gì đang diễn ra với người hùng của U23 Việt Nam? Anh đánh rơi Phong. Độ đỉnh cao của mình ở đâu rồi? Sao Hoàng Anh Gia Lai dự đoán trận chung kết Champions League trung vệ? Đông triều của Hoàng Anh Gia Lai đánh giá Real Madrid có nhiều cơ hội vô địch Champions League hơn Liverpool. Video, Minh Anh. Bùi Tiến Dũng đi sự kiện 2 tiếng sau đại chiến với câu lạc bộ Hà Nội thủ thành U23. Việt Nam Bùi Tiến Dũng sẽ tham dự một sự kiện âm nhạc diễn ra 2 tiếng sau trận đại chiến giữa câu lạc bộ Hà Nội và Thanh Hóa tại vòng 9 V-League tối 26/5. Tâm điểm của V-League vòng này nằm ở sân hàng đẩy khi đội đầu bảng câu lạc bộ Hà Nội tiếp đón đối thủ Thanh Hóa vào lúc 19 giờ. Với 20 điểm sau 8 trận, câu lạc bộ Hà Nội đang cho thấy sức mạnh vượt trội trước phần còn lại của V-League. Về phía Thanh Hóa, đội bóng đang từng bước trở lại sau giai đoạn bất ổn. Nếu đánh bại câu lạc bộ Hà Nội, huấn luyện viên Đức Thắng và học trò có thể giành một vị trí trong top 3 sau vòng này. Đánh giá về đối thủ, huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng cho rằng câu lạc bộ Hà Nội đang thăng hoa và có nhiều cầu thủ giỏi. Họ cũng là đội đang dẫn đầu V-League, công rất mạnh và thủ cũng vô cùng chắc chắn. Trước Hà Nội, Thanh Hóa sẽ gặp nhiều khó khăn vì phải làm khách tại hàng đấy. Nhưng khi bóng chưa lăn, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tôi muốn truyền thông điệp tới các cầu thủ rằng Thanh Hóa muốn giành thắng lợi trong tất cả trận còn lại. Huấn luyện viên đội Bình Dương ca ngợi Tiến Dũng và Đức Trinh. Sau trận hòa 0-0 trước câu lạc bộ Đà Nẵng, huấn luyện viên Trần Minh Chiến lên tiếng khen ngợi Bùi Tiến Dũng và Hà Đức Trinh của đối thủ. Ngày hôm nay, Tiến Dũng thi đấu tốt, khiến cầu thủ lão luyện như Lê Tấn Tài không thể phát huy hết khả năng. Cậu ấy là mẫu tiền vệ trung tâm mạnh ở khâu tranh chấp. Ở V-League 2018, không có quá nhiều tiền vệ có thể đối đầu tay đôi với Tiến Dũng nếu chỉ dùng sức, huấn luyện viên Minh Chiến nói. Đây là trận đấu mà huấn luyện viên Minh Chiến có dịp gặp lại Tiến Dũng và Đức Trinh, hai học trò cũ mà ông từng dịu dắt trong quãng thời gian cùng nhau làm việc ở lò đào tạo trẻ PVF. Trước tiên, huấn luyện viên Minh Chiến khen ngợi màn trình diễn đầy tự tin của Tiến Dũng ở khu trung tuyến. Vị chiến lược gia 49 tuổi hài lòng đề cập đến cậu học trò cưng một thời Đức Trinh, tôi là người trực tiếp đi tuyển chọn Đức Trinh, từ lúc cậu ấy còn thi đấu cho đội trẻ Phú Thọ. Giải đấu diễn ra tại Cần Thơ. So với bạn bè đồng trang lứa ở PVF, Đức Trinh trẻ hơn 2 tuổi. Song cậu ấy luôn nỗ lực và tiến bộ từng ngày, chứ không phải qua từng tháng. Huấn luyện viên đội Cần Thơ khen học trò sau bàn thắng ở khoảng cách hơn 50m, huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh dành lời ca tụng đến tiền đạo Ander Luiz với bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho câu lạc bộ Cần Thơ từ khoảng cách hơn 50m ở vòng 9 V-League 2018. Nhãn quan chiến thuật, bên cạnh khả năng quan sát của Ander Luiz ở trận đấu này rất tốt. Đặc biệt là kỹ thuật của cậu ấy quá tuyệt vời để tạo ra được bàn thắng từ khoảng cách xa đến như vậy. Huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh nói về pha lập công thứ 2 của ngoại binh Ander Luiz.